Mình uống sữa. Kẹp xúc xích bây giờ ai đi mua cho con được. Ăn tạm cái bánh uống hộp sữa đi, tí mẹ nấu mì nhá. Thế rồi à, uống tạm hộp sữa đi, tí nữa mẹ đi mua bánh mì về mẹ kẹp xúc xích cho. Nhiều nghìn.